Rồi anh em, tiếp theo nữa là mẫu cần cắm đốc của hãng Toro. Em mới về luôn anh em. Cần này đã được anh em rất là test rất là nhiều. Đó, test tỉnh là 15 kg anh em. Đó, test tỉnh là 15 kg. Đó, cần này là cho anh em đi câu bè, câu sông, câu hồ, câu ship, câu đồ đều được cho anh em. Đó, đọt con này 2 ly 4. Đọt của nó là 2 ly 4 nha anh em. Đó, phen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dàn phen của nó rất là dày và rất là xịn sò luôn nha anh em. Đó, dàn phen của nó đây nha anh em. Đó, 8 phen bao gồm đầu bu nha anh em. Đó, bao gồm đầu bu nha, 8 phen. Đó, thì cần này có độ dài là 1m8 nha anh em. Đó, gốc của nó là 65. Cái đọt là 1m25. Đó, gốc này là 65. Đọt là 1m25 nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, đây dàn phen của nó này, phen ba chân rất là trắng chắn luôn. Đặc biệt một điều nó là carbon đặc nha anh em, carbon đặc 100% luôn nha anh em. Đó, carbon đặc 100% luôn, cho nên là anh em chơi môn này sẽ bền theo năm tháng và bền theo thời gian luôn anh em. Nó bền theo năm tháng và bền theo thời gian luôn nha anh em. Đó, và mẫu carbon đặc nha. Đó, mẫu carbon đặc nha anh em. Đó, đây là cán của cần nha anh em. Đó, cán mút hở. Đó, tem chính hãng của hãng Toro. Đây là thêm một cái tem mã QR của hãng Toro nữa. Đó, phen bát hãng, phen bát thường nha anh em. Nó cắm róc, nó carbon đặc. Đó, đọt con này là 2 ly 4, rất là đẹp nha anh em. Đó, đó, rất là đẹp nha. Tải tỉnh là 15 kg rồi nha anh em, test rồi anh em, nhưng mà trong cần có ghi là 20 kg luôn nha anh em. Đó, tải cá là 20-30 kg nha. Đó, test tải tỉnh cho anh em là 15 kg. Đó, cho anh em chơi ha. Tải mồi 100-300 g. Đó, cho anh em chơi ok nha anh em. Carbon đặc đọt 2 ly 4. Đó, carbon đặc nha anh em. Bên bên ngoài là hãng có phủ thêm một lớp kiểu như là sắn caro anh em. Nó kiểu như sắn caro cho cái cần mình thêm đẹp nha anh em. Nó kiểu như sắn caro thêm anh em. Nó kiểu như là da cọp vậy đó anh em. Nên là rất là đẹp nha. Nó phủ thêm một lớp sơn da cọp nữa cho anh em ha. Sơn bóng và cọp rất đẹp luôn. Nó cần 8 phen, cho nên là anh em mà chơi câu sông câu hồ, cây này chơi bạo lực là thoải mái ok luôn. Nhưng mà được có cái đọt nó nhỏ, cá mình ăn nó hay luôn anh em, biết luôn nha. Đó, rồi giá con này rất là đẹp trong phân khúc luôn, 1m8 giá 650 nha anh em. Đó, xây 1m8 giá 650 nha. Đó, mua 2 cây trở lên em được miền Tây bao ship nha. Đó, rất là đẹp nha, 650 nha anh em. Đó, cần rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, đây là mẫu Toro cắm gốc nha anh em. Đó, cần Toro cắm gốc nha. Tải mồi 10-300 g, 100-300 g. Đó, tải cá 20-30 kg, tép tải tỉnh cho anh em 15-20 kg nha anh em. Đó, nhưng mà mình nghĩ chắc cặp con cá 5-6 kg mình còn dám nhắc, chứ con cá mà 10 kg mình đưa giọt cho xúc chắc cú. Đó, rồi đó anh em xem ha. Rồi em được xin chào cả nhà nha. Cả nhà mua được loại cần nào thì báo cho em được miền Tây nha. Em được xin cảm ơn em rất là nhiều nha anh em. Chủ yếu lên thanh lý mẫu đó với mẫu Toro này anh em. Đó, thì cần Asino thì em cập nhật hoài à. Đó, rồi em chuẩn bị lên lọc clip nó dây 8 trên mắt đó cho anh em xem ha, chứ giờ dài quá. Đó, rồi em được xin chào cả nhà nha. Đó, rồi cái nhà mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại là 0963 890 470 nha anh em, một số duy nhất thôi anh em. Đó, rồi em được xin chào mọi người nha.